Chào mừng mọi người đến với channel An Ba Tử Vi, một cái channel chuyên về chia sẻ những cái thông tin về tử vi phong thủy của các tuổi đối với mọi người trong hàng năm. Hy vọng rằng những thông tin này có thể giúp được cho mọi người trong cuộc sống, để mọi người có biết năm nay tốt xấu như thế nào để mọi người cương nhu trong làm ăn. Hy vọng rằng là với những cái kiến thức mình nghiên cứu được, giúp đỡ được mọi nhiều người thật nhiều, đó là những cái mong muốn mà khi mình lập ra cái channel này. Rất mong nhận được sự ủng hộ, quan tâm của mọi người. Nếu như mọi người có những cái thắc mắc mà riêng tư không thể coi những trên những video mà chưa thấy được, thì mọi người có thể liên lạc với mình qua số 0964905730. Mình sẽ tư vấn hoàn toàn miễn phí cho mọi người, và hy vọng rằng những cái tư vấn đó sẽ giúp đỡ được mọi người trong cuộc sống này một cách tốt hơn. Và nhớ khi xem những video của mình, nhớ bấm like cũng như là chia sẻ, đặc biệt là comment ở bên dưới những cái tuổi của mình, để mà nếu như mà thuận tiện thì mình sẽ trả lời những cái comment đó giúp mọi người một cách tốt hơn. Rất vui và hân hạnh chào đón mọi người ở channel An Ba Tử Vi.